Mày là thằng, nói thật nhá, nó nói một câu nó xanh chín này luôn nhá. Nói chung là tao tao cũng biết anh Thái từ ngày xưa cơ, nhưng mà gọi là nể tôn trọng mày thì tao trước còn có tí qua mày là bạn đó, nhưng mà giờ mà hỏi cô đấy tao thấy mày đâu đáng tuổi làm bạn. Bởi vì nghe này, nói với nhá, nói nghiêm túc này, không phải anh ruột ông, cũng không phải là em ruột ông, cũng không phải là họ hàng nhá, cũng không phải là người có ơn với ông, được chưa? Ông không dích tôi thì ông phải đi tù 3 năm, còn ông dích tôi thì tôi bị đi tù 5 năm. Thế Ông thì dích nhưng mà không? chị nói cái chuyện đồ đâu chuyện gì với Ông chẳng thì hiểu tôi hỏi ông là ông có dích không thôi. hả? Ông vào thế đấy ông có dích không? Nếu như tôi phải rơi vào cái thế phải bán bạn đó nhá. Bạn thì bác Mà tôi được ở nhà, tôi bán luôn. thì mới nói vun khóa bên nữa mà bạn dùng nick với lại máy hắn tải ứng dụng TikTok cho bạn là trước khi gửi về Việt là đã tải bên nước ngoài và đăng nhập cho bạn đúng không? Wow. Hai thằng rất khó để đi tù. Một là thằng đi tù quá nhiều, hai là thằng công an. Thế bạn nói là thằng đi tù nhiều bản lĩnh hơn hay là thằng ít phải đi tù bản lĩnh hơn? Đang nói rằng ấy, là cái câu chuyện là Ừ, hai thằng đi. tôi đang hỏi bạn bây giờ mà có hai thằng gọi là giang hồ mà một thằng chuyên đi tù với một thằng không phải đi tù, thằng nào bản lĩnh hơn bạn? Ở môi trường nào bạn? Thì là giang hồ. Ở môi trường nào? Ở trong tù Môi hay ở trường đều ngoài? làm, ngành nghề giống nhau nhưng một thằng là cứ động cái đi tù, một thằng động cái không đi tù nhưng vẫn có cuộc sống này nọ, thì bạn nói thằng nào giỏi có bản lĩnh hơn? Ở môi trường nào có nghĩa là ở môi trường trong tù hay ở môi trường ngoài xã hội? Ngoài xã hội cái trong tù thì đã vào tù rồi thì là môi trường trong tù, thằng đéo nó chẳng đi tù rồi. Thế thì nói bản lĩnh làm gì, đúng không? Thì ý Còn tôi đang trong nói đâu bạn này, bây giờ nhiều khi nó nói là như kiểu cứ phải đi tù là với bản lĩnh, thì luôn với hỏi bạn cái là người tồn tại với lâu hơn với người ăn đi chơi với người tiêu tiền như kia hơn em út đông hơn mà cứ ăn đi chơi hơn, hay là thể hiện cho bọn nó xong rồi đi tù là hơn? mày là thằng, nói thật nhá, nó nói một câu nó xanh chín này luôn nhá. Nói chung là tao tao cũng biết anh Thái từ ngày xưa cơ, nhưng mà gọi là nể tôn trọng mày thì tao trước còn có tí qua mày là bạn đó, nhưng mà giờ mà hỏi cô đấy tao thấy mày đâu đáng tuổi làm bạn. Bởi vì nghe này, nói với nhá, nói nghiêm túc này, môi trường nó hai môi trường thôi, một là nhà, hai là xã hội. Nếu như ấy nhá, một thằng bản lĩnh ấy ở trong gia đình ấy thì là thằng đừng để vợ buồn, đừng để con khổ, đấy là bản lĩnh, Thì đấy là bản giống còn đấy còn đấy với ngoài xã hội, với ngoài xã hội thì mày phải là đàn anh, mày phải là địt mẹ, mày hy sinh, mày phải là lấy máu của em tế lên cờ, hoặc là người đứng đầu địt đứng mũi chịu sào thì mày mới là người bản lĩnh. Nhưng mày có được cái sự bản lĩnh ở ngoài xã hội đấy thì mất đi cái sự bản lĩnh ở gia đình, và mày mất đi cái sự bản lĩnh, mày muốn có bản lĩnh ở trong gia đình ấy thì ắt phải mất đi bản lĩnh ở ngoài xã hội. Con người ta phải lựa chọn, chứ không bao giờ được tồn tại hai thứ ấy là nhưng mà đời. mình lại nghĩ cái bạn này bản lĩnh là rằng bản lĩnh là lo được các em đầy đủ hết có công việc hết mà em út mình đéo phải đi tù, mà em mình nó vẫn giàu có lên đó mới là người bản lĩnh. Theo nếu mình là mình đặt cái mục tiêu của mình vậy Vợ mày có vui điều gì đấy và không? mình đặt mục tiêu là không bao giờ dùng em mình để hiến tế mà các em đi theo mình là mình luôn hướng cho nó con đường nó lương thiện và nó công ăn việc làm Vợ và mày nuôi được có gia đình bạn ạ. bây giờ một ngày ấy, nó chỉ có 24 tiếng thôi. Nói thật, một ngày chỉ 24 tiếng thôi. Mày dành thời gian cho xã hội, dành trí tuệ cho xã hội và dành đầu óc cho xã hội, thì tức là mày đang lấy mất cái thời gian của vai trò làm bố, của làm chồng đi. Một người, con người mày nó chỉ có ba vai trò thôi: làm chồng, làm anh và làm cha. Đấy, mày thích làm anh một ngày 24 tiếng là cố định rồi. Mày muốn làm một anh lớn rồi thì mày không thể làm một Mình người chồng có được. phải anh lớn gì đâu bạn, mình Tức là làm mày như dành kiểu tập thời thể, mày mày làm dành như thời tập thể là anh em gian đi làm ăn với nhau chứ có anh lớn gì có đại ca gì đâu bạn. Bạn mày hiểu dành thời sai về mục đích gian đấy, bạn hiểu sai rồi. mày dành thời gian để làm tốt cái vai trò làm anh, đúng không?
thì mày đã làm, mày không thể làm tốt vai trò làm chồng được và làm cha được, con hiểu không? Bây một ngày chỉ có 24 tiếng cố định rồi. Bây giờ mày đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ cho cái vai trò làm anh được, mày là thằng anh tốt thì đéo giờ mày là thằng chồng tốt, nó trắng phớ của vậy. Và đấy sau này mà nhận ra đó, đó là bạn nói với những cái người là nó không đủ trình độ và rồi lại là bạn lại phán xét con người nó không đúng rồi. Nhưng luôn theo luôn lại nghĩ tới bạn này, tôi lại lấy bạn này. Mình vừa làm được người anh tốt, vừa làm được người chồng tốt, vừa làm cha tốt, đó là người bản lĩnh. Bạn ơi, bạn bị bạn nghe tôi nói nhảy nhá. Còn sau này nó như thế nào luôn không biết, nhưng đây, 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 bạn cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Một ngày nó 24 tiếng. Bạn làm con, bạn làm chồng, bạn làm cha và bạn làm anh. Tất nhiên tôi không bảo bạn là một người chồng không tốt, tôi không hề nói bạn là người chồng không tốt, tôi không hề nói bạn là một người cha không tốt, đúng không? Nhưng cái thời gian để mà bạn làm tốt mình vai trò làm anh ấy, thì mình thời gian đấy mình dành để mình làm tốt mình với vai trò làm con, làm chồng và làm cha đi. Bạn muốn được sự nhìn nhận của xã hội ấy, thì bạn phải làm nhạt đi, thì bạn sẽ phải làm nhạt nhòa đi cái sự nhìn nhận của gia đình. Bạn nói về sai rồi. Làm người là tình cảm là riêng, tình cảm vợ chồng nó thiêng liêng là cái riêng, tình cảm anh em nó thiêng liêng là một cái riêng bạn ạ. Và lo được lo cho các em là nó riêng, là tìm lúc gọi điện cho vợ và nói chuyện tình cảm với vợ là riêng, nó riêng vợ nhau cả, làm sao mà nó lẫn lộn nhau được. Tôi hỏi bạn một câu hỏi thôi nhá, gia đình có giống nhau, gia đình và xã hội có giống nhau không? Gia đình chỉ là một cái xã hội thu nhỏ, bạn hiểu không, đúng không? Kể cả một cái xã, một cái làng cũng là một cái gọi là một cái, nó như kiểu mà bạn ở một cái gọi là cái chung cư, nó cũng là chỉ một xã hội chung nhỏ, bạn hiểu chưa? Gia đình cũng là xã hội mà xã hội cũng là gia đình. Đấy, bạn để tôi nói, tức là anh em xã hội với gia đình bạn, bạn qua ngang nhau à? Có qua ngang không? Hả? Bạn chưa đến mức độ, chưa đến lúc phải chọn thôi bạn ạ, nhá. Còn bạn cứ sống đi, già thêm một tí nữa bạn sẽ hiểu là bạn phải chọn chứ không thể nào gì được. Còn chọn giữa gia đình này và chọn xã hội này, nó kiểu như cái lúc này nhá. Bây thời điểm bây giờ bạn ấy, bạn đang buồn ấy, bởi vì như này, bạn phải chọn giữa thì biết bạn và người trên mạng. Bây giờ bạn đang phải chọn ấy, bạn đang phải chọn là giữa người biết bạn và người trên mạng. Đến một thời điểm nữa nhá, khi bạn đứng trước cái vòng lao lý nhá, bạn phải chọn. Tại là bạn bị cuốn vào cái vòng xoáy của mạng xã hội quá nên bạn vậy, chứ luôn không bị chọn giữa người trên mạng và người không ạ. Mình ưng mình chơi mạng, mình không ưng mình nghỉ. Đấy, mình không bao giờ, người trên mạng không bao giờ so sánh được với người nhà và người gia đình của mình được. Nên không bao giờ thì chọn, là bạn đã là chọn được, cho nó được. Trên mạng làm sao mà tính được với người nhà, với người thân thích của bên cạnh mình được. Bạn không thích là mình nghỉ mạng xã hội. Chỉ cần nó dùng mạng xã hội mà ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng công việc, ảnh hưởng uy tín, luôn nghỉ ngay. Đấy, nhưng nếu dùng mà nó vẫn tạo dựng được uy tín và nó vẫn có cái vui, niềm vui cho mình với gia đình không ảnh hưởng thì luôn dùng. Còn nếu mà chỉ cần mà dùng mạng xã hội, vợ nó ghen nhiều luôn đã bỏ rồi. Đến cái face đấy, dùng vợ nó ghen nhiều luôn đã bỏ rồi. Tất phải làm sao mà luôn vậy, phân biệt giữa người trên mạng và người gia đình được. Bạn nói cái bạn sai. Bây giờ nha, có bao giờ ông hỏi vợ ông là: vợ ơi, bây giờ chồng đang live stream đây, hay là chồng vào ngủ với vợ, hoặc là con ơi, bố đang ngồi live stream đây, hay là bố vào ngủ với con? Rõ ràng là bố live stream không phải, không phải là gì. Ngủ với vợ là tôi tắt live stream ngủ ngay. Còn vợ bảo chồng live stream đi tiếng nữa rồi bố ngủ, tôi lại ông tiếng nữa bố ngủ. Thế là vợ bạn bắt bạn live stream à? Đâu, vợ bắt đâu, vợ biết tôi là đi live stream để cho vui, với lại tôi nói chuyện cho tiêu táo cho vui, vợ vẫn cho, vẫn bình thường. Nhưng vợ tôi còn vô live stream với tôi cho vui cơ mà. Nhưng nếu vợ bảo là thôi 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 chồng đừng có live stream đau đầu lắm này nọ, tôi nghỉ ngay, tôi chẳng như live stream trước mặt vợ. Tôi chẳng có cái gì phải phân biệt giữa người trên mạng và người gia đình. Cái mạng xã hội tôi dùng, tôi có được cái gì đâu mà tôi phải so sánh. Tôi hỏi luôn cô nhé. Thì nó nói cho, ví dụ như bạn dùng có thể bạn quảng cáo, hay bạn làm cái này bạn kéo view, hay bạn làm cái này nọ, họ có thể là bạn sẽ phải giữa vợ và bạn này nọ, nhưng luôn dùng mạng xã hội cho hay mà. Nếu mà cái tầm này thì chả có thao công việc đâu bạn ơi. Tức là cái lúc này tôi nói chuyện ở đây nó không phải công việc nhá. Nhưng mà tôi nói ông một câu này nhá. Không phải anh ruột ông, cũng không phải là em ruột ông, cũng không phải là họ hàng nhá, cũng không phải là người có ơn với ông, được chưa? Ông không dích tôi thì ông phải đi tù 3 năm, còn ông dích tôi thì tôi bị đi tù 5 năm.
Thế Ông thì dích nhân không? vật thì nói cái chuyện đầu đầu chuyện gì chi với Ông chẳng thì hiểu. tôi hỏi ông là ông có dích không luôn. Hả? Ông vào thế đấy ông có dích không? Lít là như thế nào, là ý là bây giờ là bạn nói lại nào. Tôi nếu như một ngày mai công an nó bảo là ông phải gài tôi để tôi đi tù, À. nếu không thì ông sẽ là đi tù 3 năm, còn ông gài tôi để tôi đi tù 5 năm, ông có gài không? Là ý là bán đứng bạn bạn là bạn của tôi hay là không phải bạn của tôi? Hả? Là bạn của bạn. Nếu là bạn của tôi chẳng bán. Tôi đi tu vì bạn nhiều rồi. Bạn có nghĩ cảm giác của vợ và con mình không? Trước đây tôi chưa có vợ con, tôi không biết, còn bây giờ có vợ con rồi. Bây giờ Kể cả nếu mà vì bạn bè mà đúng là bạn và tri kỷ của tôi thì tôi đi tu, kể cả tôi đi 5 năm, nó đáng tôi khai nó ra nó đi còn năm, còn tôi mà không khai nó ra là tôi đi 5 năm, tôi vẫn chấp nhận tôi đi 5 năm ấy, tôi không khai nó ra. Đây là tôi nói thẳng vậy, tính con người tôi là vậy. thế thì Còn với trước đây chưa có vợ có con với tôi là này, tôi đã từng gọi là đâm chém này nọ, quan điểm của đây cả bạn chục người đâm chém người ta, nhưng quan mà điểm khi bạn bè vào nó khai tôi ra cả, nhưng mà đến khi vào công an tôi nhận một mình, chưa bao giờ tôi khai một ai. Đến khi ngày xử tôi ra, tôi đi tù 3 năm, bạn bè tôi không ai phải đi tù, mỗi mình một mình tôi tù, nhưng mà thực sự khi chém người ta là cả chục thằng chém. Đấy là tôi nói tất, bạn cứ hỏi về cuộc sống là tôi là bạn, hỏi anh em là biết tôi vậy, câu chuyện đó nó là tôi khác. là vậy. Bạn càng khai thì bạn ăn của tổ chức thôi. Còn tôi đang nói rằng là gì? Giữ việc bạn dích tôi. Tôi khai ra, tôi nói bạn hồi xưa ấy là đền cho người ta là nó vất nhẹ rất nhiều, nể một mình gia đình tôi không có là không thể đền nổi, hay nói thật luôn. Nhưng mà cuối cùng tôi công khai ra là gia đình tôi là phải đền một mình, không đủ đền, nên thành ra tôi mới bị chính án đi tù. Mà tôi đi tù, tôi nói bạn là bạn bè tôi là thăm nuôi tôi là chỉ được có lần là có mấy chục gói mì tôm với lại 500.000 thôi, còn lại là thôi mấy năm tôi đi tù nữa, nếu xong đó là mà tôi không chơi bạn nếu bè đâu mà nữa, thế là xong. nếu mà ấy, nhá, nếu mà bạn có vợ con rồi ấy, mà bạn nói rằng ấy, bạn không khai à, bạn không gài à, không dích anh em để mà bạn chấp nhận bạn đi tù thôi, chứ còn nếu như mà dích anh em ra bạn không phải đi Nếu tù vậy ấy, bạn chưa hiểu bản chất của con thì người nhá, Việt Nam mình rồi. luôn này Đấy là tôi nói thật, tôi không biết là người bạn ở quê ngày bạn như nào, luôn sống thì rất nhiều người Bắc rồi. Người tôi với ta bạn đấy, luôn tôi nói với bạn không đây phân biệt bạn không đồng nha, quan điểm. để luôn nói tí, luôn không phân biệt Bắc Nghệ nha, nhưng để nói là người Bắc mình là vẫn có hay có cái tính là bán đứng nhau kiểu vậy, nhưng nói về Việt Nghệ mình không có cái bán đứng nhau vậy, ít, tỷ lệ vẫn có nhưng ít. Đấy luôn nói thật. Nhưng bạn có công nhận là người Bắc bạn là rất hay bán đứng nhau và rất hay bán nhau để mà sống, để tồn tại, luôn khẳng định luôn đấy, luôn chơi rất nhiều đàn anh đàn chị luôn, cũng chơi nhiều luôn, nói lên đây là hàng đống người đấy, có thể họ sẽ chửi luôn là nói là mẹ mày khinh dân Bắc này nọ lấy, nhưng luôn nói không phải luôn khinh dân Bắc cũng rất là chuẩn, nhưng để mà nói cái tỷ lệ nha, bạn hút thuốc nó chặt khóa rồi thế, Không được gì. sử dụng trong livestream rồi thế, hại thế, yeah, trẻ ta đi. Có tôi ở đây bạn không được gì cả, bạn yên tâm. Tao nói bạn đó là tao không phải loại bán hàng nên sập thì tao cho nó sập, tao có gan, nó nói có 10 phút nữa nó sập thôi, Không sập được. nó nói Còn 10 phút cái nữa sẽ sập, chứ quan tao mà điểm của bán tôi hàng này thì nick hết hồn đấy, mà tao bán hàng nó sập thì 10 ngày nữa đeo lại chìm làm đeo nhau mà 10 phút nữa mà sập ấy. hắn tao thấy anh ghi là 10 phút nữa nó sập. Thôi ta nói chuyện vui vẻ thôi, đừng có quan nói điểm của nhiều tôi vấn đề nó quan lỡ điểm nó đi vào cái khía cạnh này quá quan nó mất quan hay quan bạn ạ. quan điểm của tôi ấy, như này này, nếu như tôi phải rơi vào cái thế phải bán bạn đó nhá, Bạn cái bác mà tôi được ở nhà tôi bán luôn. tôi cũng nghĩ vậy ạ, tôi Không, cũng nghĩ vậy thế bạn ạ, nếu tôi phải vào cái thế phải bán đấy, tôi bán luôn. nhưng tôi tôi này, tôi phải tôn tôi tôi nói phải oai, tôn nhưng mà tôi nói có mặt con tôi, nếu bạn là bạn của tôi, kể cả tôi khai ra bạn mà bạn đi còn năm, tôi không khai bạn, tôi đi 5 năm tôi vẫn không khai, đấy là bản chất của tôi, thề có trời có con, bản chất tôi là vậy, còn ai tôi không biết, bạn mà bán thì tôi không chịu rồi, còn tôi là vậy, tôi thề luôn, con tôi chưa sinh, tôi chưa nhìn mặt con, nhưng mà bản chất bạn tôi là không vậy, bạn 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 không thương con mình à? tôi thương nhưng mà tôi chấp nhận bạn mà. Chấp nhận vì thế tôi quan trọng hơn con bạn à? Tôi nói không thôi, vì tình bạn nó cũng có một cái thiêng liêng mà bạn, đây Không, nó bán không đứng người có. ta, bán đứng người ta mà mình được sung sướng thêm có tí có đáng gì đâu, mà ví dụ như bạn nói bán nó này nó bên đấy có 5 3 năm tù thì tôi thấy nó đi nó bình thường không thật vậy. Trước đây gia đình nghèo khổ đi tù mấy năm đang thấy sống đang vẫn bình thường, người uống chi bây giờ đi tù bên đây mình đi kia rồi thì đã xin lỗi bạn luôn gì,
Tôi nói Bạn là tự bạn hiểu cho cuộc sống thì tu bình thường. được 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 thế để tôi nói nha cho bạn nghe nhá. Bạn nói chung bạn cứ chơi mình đi rồi bạn biết. Đấy, bình tĩnh, Còn nếu bình bán tĩnh. anh em mà để cầu vinh ấy, với bán anh em mà luôn bán luôn giàu lố rồi, luôn chẳng có cái tính đó bạn ạ. Đây luôn nói thật vậy, nên bạn tuấn không? Đấy. Chán cái thằng thế mịp tiền mà bị dò buộc, thằng Tiến bị sập rồi ai nhủ mẹ nó. Mọi người công nhận không? Đấy, sống nó không luôn, con người luôn là vậy thật sự. Mà thường nói lên đây nói phép, nói đây bọn bảo là chẳng mạng mọi chẳng quan Tiến nó nói luôn, nói nữa nhá. Thì tôi đi ngủ đây cho mấy em ngủ nhá. Cái mai cả nhà nhá. Kể cả mọi người là luôn khuyên chân tình vậy, sau này mà có cái trường hợp như Tiến nó nói ra vậy mọi người cũng đừng vậy nhá. Mình cứ sống vì bạn vì bè đi, vì anh vì em đi. Đấy, không bán người ta. Nhưng ở để mà này nọ là khác, còn nếu mà để bạn bè bán nhau là đừng bán nhá. Tiến cứ nói rồi rồi rồi. Chị đã đi bạn bè đi bán nhau đúng không? Tiến có nhiều khi nói chán thật. Chị mình mà làm ăn với nó mà bây giờ họ nói là khai luôn ra là luôn đi 5 năm mà hắn về là có yên khai bố mẹ nên thôi. Nó nói xin hại bố em chơi. Anh em không nhận không? Tao chưa mày thằng Tiến mày chi mày đang xem lại chi. Mày nói vậy thì bố tao với trâu rồi mà ăn với bạn có chơi bạn. Tao cũng phải cảnh giác bạn. Có cái chi biết cho bạn biết biết rồi cái chi không nên chọn biết tạo dấu. Bạn nói ra. Không có ngày mẹ bạn biết được cái gì của tao với bạn khai ra xong rồi cùng bạn nói thằng luôn ni cái ni cái kia đó ập à, đi rồi thả tụi ra cái chết tụi đó bạn. Nói chung bản chất người ăn mình thì đúng anh em công nhận không luôn nói thật không phải tự hào đâu nhưng mà cái dòng máu của người ăn ta là vậy đó ai dân nghệ an bấm 37 lên cho luôn nào mọi người anh em 37 bấm 37 lên nào dân 37 ta mọi người công nhận đéo làm được việc đó không biết là dân nơi khác họ làm thế nào không biết đấy, 38 cũng vậy luôn đấy 37 38 37 38 tính rất là máu chó chửi nhau hai câu thôi là bục nhau liền luôn nhưng mà dân khác luôn thấy chửi nhau nửa ngày thì vẫn chưa thấy đấm nhau đâu nói thật vậy luôn.